Như tôi có nói trước đây là ngày 30 tháng 4 năm nay tôi sẽ có một quyết định quan trọng đối với tôi, chứ không phải đối với ai hết, đối với tôi trước. Tôi nói đã đến lúc, và đã đến lúc đối với tôi là công nhận cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc. Cái nhận xét về cái điều mà luật sư Hoàng Duy Hùng làm đó thì thật ra nó phải dựa trên nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải chỉ có một vấn đề đơn giản là treo cái lá cờ đó là xong. Mình phải hiểu cái nguyên tại sao luật sư Hoàng Duy Hùng làm như vậy, và làm như vậy thì mình thấy cái việc làm đó đúng hay là sai nữa, và mọi người sẽ nghĩ gì về cái việc đó. Thật ra thì khi mà luật sư Hoàng Duy Hùng treo cái hình cái lá cờ đỏ sao vàng lên đó thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều cái dư luận, có những cái dư luận đồng tình và cũng có rất nhiều dư luận phản đối. Nhưng mà cái sự đồng tình hay cái sự phản đối đó thì mình phải căn cứ vào một cái yếu tố khách quan để mình xét, cũng như mình căn cứ vào yếu tố chủ quan của luật sư Hoàng Duy Hùng để mình thấy rằng cái việc làm đó tại sao mà có. Thành ra thì cho anh Lan cho phép tôi dài dòng chút xíu, bởi vì tôi hiểu luật sư Hoàng Duy Hùng rất là nhiều. Ông đã từng về Việt Nam, ông đã từng đấu tranh để chống cộng sản nhân dân, ông đã từng có những cái hành động mà gọi là dự trù là cả cái bạo động cũng vẫn làm nữa, nhưng mà ông ta ngưng lại. Và trong khoảng thời gian gần đây đó thì ông ta có một cái nhìn khác về cái vấn đề, bởi vì ông ta sau những cái có lẽ là những cái đêm dài hay những cái suy nghĩ dữ lắm đó, thì ông thấy rằng cái vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa đối với ông đó thì ông ta xếp lại. Ông ta có tâm sự với tôi là đã 45 năm qua rồi, mình đã nói tiếng chống cộng nhưng mà mình có làm được gì không? Trong khi đó đất nước càng ngày càng thay đổi, mà cái nhìn của cái người hải ngoại này đối với đất nước, đối với những người đấu tranh hải ngoại này đó hầu như là không có thay đổi. Và cũng nhìn Việt Nam hay là chính quyền của Việt Nam mà bây giờ nó cũng giống như hồi 30 năm trước, 40 năm trước. Đối với luật sư Hoàng Duy Hùng thì cái nhìn đó nó đã sai lầm rồi. Luật sư Hoàng Duy Hùng đã từng về Việt Nam sau này nhiều lần, từ năm nếu tôi không lầm thì 2013, rồi mới đây luật sư Hoàng Duy Hùng về Việt Nam nữa. Ông đã quan sát tận tường cái đất nước Việt Nam, và ông khi mà ông trở qua đây ông có nói với tôi Việt Nam là đã hoàn toàn thay đổi, cái nhìn của mình đối với Việt Nam như hồi trước đây là không còn đúng nữa. Và ông nghĩ rằng cái bổn phận là một người con dân Việt Nam, mình phải làm sao cho cái đất nước mình tiến bộ, dân tộc mình tiến bộ, mà mình cứ ngồi ở đây rồi mình biểu tình, mình phản đối, mình chửi chính quyền, thành ra nó không có lợi lộc gì hết mà cũng không làm tốt cho cái đất nước Việt Nam. Và vì như vậy mà luật sư Hoàng Duy Hùng đổi cái nhìn của mình. Cái nhìn của luật sư Hoàng Duy Hùng bây giờ là tôi là người Việt Nam, đó là lời của luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi là người Việt Nam. Bây giờ đất nước Việt Nam đó là đất nước của chung, của tất cả mọi người, của tôi. Còn cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa đã trở về, nó trở thành một trang sử rất là đáng buồn của dân tộc Việt Nam rồi, mình gác nó qua một bên, bởi vì mình không có thay đổi gì được hết. Mà bây giờ cái nạn ngoại xâm rõ ràng là trước mắt đang gần kề, mà mình không có nghĩa là những cái hành động nào mà giúp đỡ dù là nhỏ nhoi để làm cho đất nước tiến bộ hơn đó thì mình không phải là một con dân Việt Nam xứng đáng nữa. Đó là quan điểm của luật sư Hoàng Duy Hùng. Chúng tôi ở đây chưa có nói là cái đó đúng hay sai, bởi vì rất nhiều vị ở ở ngoài này sẽ nói rằng cái quan điểm đó sai. Họ có nhiều lý luận, nhưng mà với luật sư Hoàng Duy Hùng thì rõ ràng một điều là nước Việt Nam này là của tôi, của chúng ta, và bây giờ tôi và chúng ta phải góp phần để mà xây dựng, để làm cho đất nước một ngày càng tiến bộ lên. Và khi ông như vậy đó, ông đặt mình là một người Việt Nam thì bây giờ cái lá cờ đó là cái lá cờ của đất nước Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng cái lá cờ đó là cái lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải. Lá cờ búa liềm của Đảng Cộng sản Việt Nam là khác, còn đây là cái lá cờ Tổ quốc.
Và ông treo cái lá cờ đó là ông treo cái lá cờ tổ quốc. Bởi vì bây giờ đối với ông, Việt Nam là đất nước của mình, và là cái lá cờ đó biểu hiện cho đất nước Việt Nam được toàn thể thế giới công nhận. Tất cả mọi người từ ở trong từ điển mà dở ra cũng là cái lá cờ đó, rồi đi tới đâu ở trên thế giới người ta cũng chỉ nghĩ Việt Nam bằng cái lá cờ đó mà thôi. Thì mình là người Việt Nam mà ông ta nghĩ rằng cái chuyện quá khứ xếp lại, bây giờ lo xây dựng. Thành ra ông ta quyết định là sử dụng cái lá cờ đó như là một cái lá cờ của tổ quốc của mình. Thành ra ông đưa cái lá cờ đó lên trong đúng ngày 30 tháng 4. Thật ra thì thưa với anh Vũ Hoàng Lan, chúng tôi tiết lộ cái này. Trước khi mà luật sư Hoàng Duy Hùng đưa muốn làm cái đó, luật sư Hoàng Duy Hùng có hỏi tôi theo anh thì như thế nào. Tôi trả lời với luật sư Hoàng là phân hai. Thật ra thì ông có cái quan niệm của ông. Ông muốn làm theo cái quan điểm của ông thì cũng không ai cản được, mà cái đúng hay cái sai nó cũng rất là tương đối, cho nên tôi không có trả lời ông được là ông có nên treo cái đó hay không nên treo. Nhưng mà nếu mà ông nghĩ làm, tôi hiểu cái lý do ông muốn làm và tôi rất là thông cảm với cái lý do đó. Cho nên khi mà luật sư Hoàng Duy Hùng đưa cái lá cờ đó lên, thật ra tôi cũng đã biết rồi, và tôi cũng biết được rằng cái phản ứng ở bên ngoài này sẽ rất là nhiều. Nhưng mà thưa xin lỗi, chúng tôi muốn hỏi, người nào mà thí dụ một người dân của nước Do Thái chẳng hạn, họ ở bên Mỹ này, họ vẫn là người dân Do Thái, họ vẫn có quốc tịch Mỹ và họ vẫn treo cái lá cờ Do Thái trong cái nhà của họ như thường. Còn không chừng treo ra trước cửa nhà luôn nữa, trong những ngày lễ của họ, họ đem ra trước cửa nhà họ treo luôn nữa. Họ treo cùng với lá cờ của Hoa Kỳ. Thì ông Hoàng Duy Hùng khi mà ông nhận Việt Nam bây giờ là đất nước của ông, và ông là một người con dân Việt Nam, ông chấp nhận cái lá cờ của tổ quốc như vậy, thì ông treo cái lá cờ đó lên, đó là chuyện tự nhiên đó. Đó là quyền tự do của mỗi người, nhất là chúng ta sống ở Mỹ này. Nếu mà chúng ta quyết định cái đó thì chúng ta làm theo cái quan điểm của mình, theo cái nhìn của mình. Cái đối với người khác họ có thể nhìn, họ coi cái đó là sai, họ coi là phải là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa mới đúng. Nhưng mà cái đó là theo họ, còn theo luật sư Hoàng Duy Hùng thì là khác. Thành ra cái đúng hay cái sai ở đây rất là tương đối. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cá nhân của chúng tôi thấy luật sư Hoàng Duy Hùng có quyền làm cái điều đó, khi mà luật sư Hoàng Duy Hùng có cái nhìn Việt Nam là đất nước của ông ta, và ông ta chấp nhận cái chính quyền này, ông ta muốn xây dựng cái đất nước của mình, góp công xây dựng cái đất nước. Được biết rằng việc anh Hoàng Duy Hùng, luật sư Hoàng Duy Hùng, anh treo cái lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam ở trong cái chương trình video của anh ta, và anh ta đưa ra những cái lời giải thích thì chúng tôi nghe, và rồi chúng tôi cũng chính thức nghe xem anh ấy giải thích lý do tại sao mà anh lại có cái động thái như thế này. Thì chúng tôi thực sự mà nói thẳng nha, đấy là anh Hoàng Duy Hùng đã đi về Việt Nam, đã khen Cộng sản Việt Nam, đã làm đủ mọi chuyện. Và có nhiều người đã gọi là giống như là anh này bây giờ là anh là gần như là anh là thay đổi 360 độ hay là 180 độ, là từ chống cộng thành ra là thiên cộng và theo cộng. Người ta nói là anh là trả cờ, mà tôi thì rất là làm buồn và cũng buồn cười luôn đó. Bởi vì anh Hoàng Duy Hùng là ai? Anh có phải là một chính khách có giá trị mà để mà Cộng sản Việt Nam họ phải quan tâm đến hay không? Thành ra những cái lời nói hay là hành động của anh ta trong những cái năm tháng gần đây đó, thì càng lúc chỉ có thấy rằng anh ta nó như là một cái thứ con rối mà thôi, chứ anh ta không có cái giá trị gì cả. Cộng sản Việt Nam nó cũng chẳng thèm để ý tới anh này, tại vì thực sự anh là cái gì?
Hồi xưa anh còn là nghị viên của thành phố Houston, mà anh về Việt Nam mà cũng còn trả được cái gì nữa. Lúc đó nó còn có một chút thương hứa hẹn để mà móc nối với Cộng sản Việt Nam để mà làm những cái việc mà anh ta cho rằng anh ta là sẽ làm được và có thể là có lợi. Anh Hoàng Dung là một cái người rất là ngạo mạn, chúng tôi không có xa lạ gì với anh ấy cả. Nhưng mà những điều anh nói và làm trong những năm tháng gần đây thì cho thấy anh ta là một người hơi ngông cuồng. Anh ta nghĩ anh ta là một chính trị gia, một chính khách, nghĩa là cái mình có giá. Thành ra anh ta làm những cái việc như thế này là hy vọng là anh ta sẽ có một cái chỗ đứng nào đó ở trong cái chính trường của Việt Nam giữa những cái người Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, tức là của cái bộ chính trị với những cái phía của những người mà đối lập với lại Cộng sản Việt Nam. Đó. Thì tôi nghĩ anh ta tự cho mình có một cái vị trí, có một vai trò đó hơi quá là lớn, mà tôi nghĩ rằng là quá là ngông cuồng, phải nói thẳng là như vậy đấy. Thì tôi có theo dõi cái video clip của anh ta khi anh ta nói rằng là mình nên phải move on, chuyện quá khứ rồi cũng không nói đến làm cái gì nữa. Và anh ấy giải thích là cái anh ta treo cái lá cờ đó là bởi vì đó là lá cờ của Tổ quốc. Thì tôi rất là làm tiếc là anh ta không biết anh ta có học hành hay là có theo dõi cái lịch sử của Việt Nam, của cuộc chiến tranh là chống thực dân Pháp giữa các cái lực lượng kháng chiến của người Việt. Người Việt nói chung, tức là gồm cả những người Việt quốc gia, những người Việt trong các cái đảng phái mà theo đuổi cái cũng theo đuổi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để giành lại cái độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam. Trong đó có Cộng sản Việt Nam, tức là Việt Minh đó, là một cái lực lượng là khá là lớn mạnh và đã được có thể coi như là được tổ chức và lãnh đạo rất là khôn khéo bởi những cái người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như là Hồ Chí Minh hay là Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng và về sau này là Lê Duẩn với Trường Chinh. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thực sự, nếu ta theo dõi lịch sử, ta biết rằng là cái mà gọi là cái ngày mà cách mạng tháng 8 đó, nó chẳng qua là một cái cuộc nó giống như là gọi là cướp công của kháng chiến đó. Lúc trong cái lúc mà thế giới chiến tranh thứ hai đang xảy ra và Nhật đã phải là thua Hoa Kỳ, cho nên đã đầu hàng. Thế cho nên là lúc bây giờ là cái giai đoạn mà Bảo Đại là được coi như là một quốc trưởng và được trả lại cái quyền làm hoàng đế của Việt Nam, và đã mời ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Trong cái khoảng thời gian đó thì quốc gia Việt Nam đã làm được một số rất là nhiều việc, nhưng mà rồi cái chính trường nó vẫn rất là rối ren do cái sự thua trận của Nhật Bản, và cái sự trở lại của Pháp ở Việt Nam không có cái gọi là cái tương lai gì bảo đảm cả. Thế cho nên đã xảy ra cái việc mà tuyên bố độc lập, và Việt Minh, tức là Cộng sản Việt Nam, đã chớp thời cơ để mà nắm lấy cái chính quyền. Cái đó là không có cái gì là gọi là chính đáng và hay ho cả. Và các đảng phái quốc gia đã hợp tác với Việt Minh trong cái giai đoạn đó, và cuối cùng rồi cũng bị Việt Minh là lừa gạt để mà nắm chính quyền và đẩy các cái đảng phái quốc gia vào cái phía là hoàn toàn là bị yếu kém và bị thua thiệt đó.
Thì thành thử ra là cái nếu mà nói đúng ra đó thì cái lá cờ đỏ sao vàng đó đó là lá cờ đó là lá cờ của Việt Minh chứ không phải lá cờ của Việt Nam. Nhưng mà khi nắm lấy chính quyền thì Việt Minh đã coi cái đó như là lá cờ của Tổ quốc và tất nhiên là nhiều người quốc gia mình không có chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng đó. Bởi vì trong cuộc chiến tranh chống Pháp, những người quốc gia đã bị Việt Minh lợi dụng liên hiệp và đã nhiều vị lãnh đạo đã bị Việt Minh hãm hại. Đó là cái điều ai cũng biết rõ, lịch sử cũng đã thấy rõ như vậy. Mà bây giờ thì anh Hoàng Duy Hùng này anh ấy lại coi đó là cái lá cờ Tổ quốc thì đó là một cái điều tôi rất thấy làm tiếc cho một người có một chút học hành như là anh Hoàng Duy Hùng mà đã có những cái lời nói lệch lạc mà sai lầm mà lại còn ngông nghênh như thế này nữa thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái lời nói của anh Hoàng Duy Hùng khi mà trương cái lá cờ này rất là buồn cười là anh lại treo cái lá cờ ngược, cái lá cờ đỏ sao vàng á, nhưng mà treo đúng á thì nó cái ngôi một trong những năm cánh của cái ngôi sao đó là đúng á, là nó phải lên trên và hai cái cánh cái kia nó bên dưới, anh này treo ngược là anh em là cái thứ là anh em phải treo lên trên thì nó lại treo xuống dưới, là hai cái cánh kia thì nó lại lên. Tôi trông cái tôi buồn cười với anh này, anh làm cái chuyện ngược ngạo như thế thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng anh này cũng là một cái anh rất là ngông cuồng và không có hiểu là cái treo lá cờ như thế nào để cho nó đúng được cái cả. Hình như những cái lời tuyên bố của anh Hoàng Dung á thì chúng tôi nghĩ rằng nó không có cái giá trị gì cả, thì cho thấy rõ là một cái sự ngông cuồng của một cái anh chính trị gia non nớt cố gắng tìm một cái chỗ đứng mà rồi cũng chẳng có cái giá trị gì cả. Chúng tôi không tin rằng Cộng sản Việt Nam sẽ hoan nghênh hay là bỏ tiền ra hay làm gì đó. Anh Hoàng Dung có bây giờ có mà xung phong mà làm tay sai cho Cộng sản Việt Nam là chưa chắc họ đã chấp nhận. Chúng ta thấy rõ rằng Cộng sản Việt Nam có thèm để ý đến những cái lời tuyên bố nói nhăng nói cuội của anh Hoàng Dung hay không. Chúng tôi thấy rõ là anh không có một cái giá trị gì cả. Thì nếu mà nhìn cái vấn đề này thì tôi chỉ thấy là nó chỉ là một cái trò múa rối của một chính trị gia hạng bét mà thôi. Thì trước tiên phải nói một cách chân chân tình là như thế này, nhìn những hình ảnh đó thì nó có tạo ra cảm giác nhẹ nhõm và tích cực lắm. Nhìn về nhân tướng học, cái cách thức mà ông Hùng diễn giải thì mình nghĩ đó là cái hình ảnh tích cực. Còn trước khi phân tích về cái sự thay đổi đó, cái cách làm đó nó như thế nào thì mình xin 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 nói là như thế. Cái hình ảnh đó lúc nào cũng được theo mình là sẽ được tiếp nhận một cách rất là tích cực, cho dù nhiều người nghĩ thế này thế nọ. Đôi lúc nhiều người là thấy là ông Hùng này đôi lúc ông ngọt quá, ông cho uống nước đường nhiều quá, cho nên là nó ngọt quá thì người ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì ông dám làm cái chuyện đó, có nghĩa là ông đã khẳng định cái sự thay đổi của ông bằng một cái việc làm cụ thể, đó là gọi là chấp nhận cái lá cờ mà trước đây là ông chống đối, ông từng chống đối, và cái mà ông vẫn trước này vẫn hay nói đó là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, là cái lá cờ của ông trước trước đó. Nhưng mà bây giờ với cái việc làm đó thì nó gần như là nó mang tính chất là đoạn tuyệt với quá khứ, chính thức xác nhận sự thay đổi từ bấy lâu nay của ổng là có cơ sở, có tiến trình, và tới hôm nay gần như gọi là cái điểm kết thúc của một cái sự cũ kỹ và chính thức bắt đầu bằng cái quan điểm mới, và có nghĩa là nó cũng không còn đường lùi nữa, khi ổng làm như thế không còn đường lùi nữa.
Nhưng muốn nói thế nào đi nữa thì nó sẽ là như thế, không còn đường lui nữa. Và trong cái bối cảnh là cái cộng đồng đó, ổng nằm trong cái môi trường cái cộng đồng hải ngoại lúc nào nó cũng to tiếng về về chống cộng lắm, mà ổng làm như thế thì gần như đó là cái cách thức khá là sốc với người hải ngoại. Còn đối với một người sinh sống và làm việc trong nước, mình nhìn vô cái việc đó nó như thế nào? Thật sự ra thì mình thì thấy nó cũng rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt hết. Tại vì trong cái tâm thế của một người trong nước thì cái lá cờ đó hiển nhiên rồi, hiển nhiên là như thế. Những điều ông Hùng phát biểu ở trong cái clip mà ông chấp nhận đó thì nó cũng tròn trịa đầy đủ rồi, nó cũng không có gì xa lạ hết. Và người trong nước thì hiển nhiên lá cờ đó là lá cờ chính nghĩa, lá cờ được công nhận bởi cộng đồng quốc tế. Còn là ai nghĩ gì đó thì cứ nghĩ thôi. Cho nên đối với mình thì nó không có gì lạ lẫm hết. Cái lạ lẫm ở đây là đó là cái cách làm cá nhân của ông Hùng đối với chính bản thân ông và cái cộng đồng hải ngoại bên đó. Ông làm cái việc đó nó cũng thể hiện được rằng là gì? Đoạn tuyệt và khẳng định lại cái chuyện mà dần dần thiên hạ và những người khác có cái chính kiến như thế, người ta mạnh mẽ thể hiện được mạnh mẽ hơn và không còn ngần ngại nữa, và càng ngày nó càng nhiều. Cái chuyện mà treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam á, thì không phải là lần đầu tiên, rất rất lâu rồi ông Trần Trường cũng làm rồi, và rất là nhiều người cũng có mặc áo rồi dán cờ lên xe rồi thế này thế nọ. Thì thời gian gần đây các bạn đều biết cái chuyện đó, không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Cái việc mà có thể là nhiều người người ta vẫn nghĩ người ta công nhận như ông Hùng nhưng mà người ta không dám làm ra, tại vì sao? Người ta sợ những nỗi sợ vô hình, những nỗi sợ cộng đồng ấy đó, thì người ta không dám làm ra mà thôi. Còn ông Hùng này thì bây giờ là ông thể hiện ra cái điều đó. Dĩ nhiên là cái quan điểm của ông đã thay đổi từ mấy năm nay rồi, và cái việc làm của ông thì nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng về quan điểm rồi. Dù muốn dù không thì phải công nhận ông Hùng là người có hiểu biết, có tìm hiểu, có nhận thức và có cái cách suy tư ly suy luận logic trong cái đánh giá vấn đề. Cho nên cái việc làm của ông không phải là ngẫu nhiên ngẫu hứng, mình hy vọng là như thế. Và mình cũng tin rằng cái việc làm này là ông đã cân nhắc đắn đo đong đếm lợi hại trước sau rồi. Cái việc mình đang nói là nói cho ổng chứ không phải là cảm nhận của mình hay là một người trong nước nghĩ như thế nào, không phải. Là mình nghĩ rằng là ổng đã cân đo, đong đếm cái việc lợi hại đối với bản thân ổng rồi. Cho nên ổng dám làm như thế trong một cái cộng đồng mà nó nặng nề quá. Còn nói xa hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng là ông Hùng này ổng làm cái việc đó để thúc đẩy cái tiến trình hòa hợp, hòa giải như ổng vẫn thường hay nói, thì mình lại không nghĩ như thế. Thật sự ra cái tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc nó diễn ra từ từ rất là lâu rồi, trong một cái hình thái, trong một cái điều kiện bối cảnh khác nhau, nó có những cái cách thể hiện khác nhau, nhưng mà thực sự đó nó xảy ra từ rất lâu rồi. Từ ngay cả từ sau năm 1975, những người anh em trong cùng một nhà ở giữa hai chiến tuyến người ta cũng bắt đầu hòa hợp, hòa giải, chuyện nó không lạ. Có thể là trong những thời khắc lịch sử khác nhau nó có những cái định kiến nhất định, có những khó khăn nhất định, nhưng mà từ đó tới đây là cái tiến trình nó diễn ra, và bây giờ gần như là mọi thứ đối với người trong nước như mình thì không còn cái hiềm khích gì nặng nề nữa, chỉ đôi lúc cảm thấy khó chịu về những cái chống cộng, những hình ảnh cực đoan mà thôi, chứ còn lại nói về hòa hợp, hòa giải chẳng có cái gì phải quá to tát nữa. Đó là cái diễn biến tự nhiên, thuận tự nhiên và hợp lẽ trời, hợp lẽ thôi, nó logic thôi. Khi mà mọi sự nó thay đổi trong nước rồi thì cái việc đó sẽ diễn ra thôi. Dĩ nhiên là cái cách làm của ông Hùng là nếu mà ông chân thành thì sẽ động đến trái tim và tích cực. Ông như thế là một cá nhân tích cực chứ không phải không, mình không thể phủ nhận những cái điều mà gọi là nó hiển nhiên, có nghĩa là nhiều nhiều người như ông Hùng nữa cứ mạnh dạn thể hiện ra cái tình cảm của mình như thế thì sẽ được ghi nhận, sẽ được tạo nên một cái
cộng đồng người Việt bên đó nó sáng tỏ hơn, có nghĩa là nó gọi là nó trong sáng hơn, thay vì những cái thù hằn, nuôi dưỡng những hận thù mà vô căn cứ, trả giá với cái việc hòa giải. Không phải, nó không còn cái gì để trả giá nữa, các bạn không còn gì để trả giá. Bây giờ bàn tay bên này đã giơ ra rồi thì mình bắt tay hay không là cái chuyện rất là tình cảm hiển nhiên của từng người đến với nhau. Chứ không phải vì cái chuyện là ông Hùng này treo cờ để thúc đẩy hòa giải, nó không phải tới mức độ quan trọng tới như thế. Chỉ là việc làm cá nhân của ông và mình ghi nhận việc làm cá nhân đó, chứ không phải là nghĩ rằng là phải như thế thì mới thúc đẩy một cái việc khác, không phải. Đó là cái quan điểm của mình trong việc này. Và cuối cùng cũng nói như thế này, gần nông nửa thế kỷ rồi, và cái lá cờ Việt Nam bây giờ thật sự ra là cái lá cờ đỏ sao vàng đó được công nhận rộng rãi từ bao lâu nay rồi. Những cái hình ảnh gì quá khứ hãy để về nó về quá khứ. Còn các bạn cố gắng vực dậy những cái thây ma, những cái xác chết hay là những cái di sản của lịch sử mà nó đã nhiều người đã quên lãng rồi, thật sự nhiều người quên lãng rồi. Chỉ có những cái người mà gọi là quan tâm tới thời cục hay là có chút kiểu quan tâm về chính trị kiểu giống như mình thì còn nhớ tới. Còn nhiều người hay là thế hệ trẻ người ta quên rồi. Cho nên thôi, hướng tới tương lai là cái điều tốt đẹp nhất, và dân tộc Việt Nam chỉ là một. Các bạn yêu nước, ai cũng biết điều đó. Ai cũng sẵn sàng, không thể nào cân đo cái đong đếm tôi yêu nước hơn hay là anh yêu nước hơn, không phải. Cái quan trọng là mình nhìn ra cái gì đúng đắn thì mình chấp nhận. Thì cái việc của ông Hùng làm thì mình nghĩ đó là quan điểm cách làm cá nhân của ông ấy, và phục vụ cho cái công việc của ông ta, chứ không phải ổng đại diện cho ai cả. Và mình cũng không phải là ca ngợi cái gì quá lố cái chuyện này, chỉ đơn thuần là cách làm của một cá nhân, và cách làm đó nó mang tính xây dựng, mang tính tích cực, chứ không chỉ đơn thuần là thể hiện nhất thời. Và nhân đây thì mình cũng xin chúc cho ông sức khỏe, và cũng không có đừng có thay đổi lần nữa. Việc này cũng không có gì mới mẻ anh. Từ năm 2011 là anh Nguyễn Phương Hùng đã bên KBC hải ngoại đó đã làm cái việc này rồi, sau cái chuyến về Việt Nam. Thì trên sức mạnh cộng đồng là có cái bài viết về cái sự kiện này mà. Sức mạnh cộng đồng .net /775 là cái bài viết của anh Nguyễn Phương Hùng, vì sao tôi đặt hai lá cờ. Thì Frank cũng có phỏng vấn trên báo Việt Weekly và cứ lưu lại là cái phần bên số 780 đó, sức mạnh cộng đồng .net /780 là Frank có nói về cái ý kiến đó. Thì theo Frank nghĩ á, thì cái mẫu số chung á là các vị này thất sủng rồi, không có công ăn việc làm, không có việc làm, sinh sống ở nước Mỹ thì bây giờ đành về Việt Nam rồi dùng cái chiêu bài hòa hợp hòa giải, hướng tới tương lai. Thì cái ý đó thì tốt đó, tuy nhiên mà muốn tạo scandal, câu view, câu like trong thời kỳ hiện tại thì đang coronavirus, COVID-19 thì đâu có ai để ý tới chứ. Nói chung là người ta chỉ chú ý vào cái bệnh dịch hiện tại thôi. Thì ảnh phải làm sao để cho nó có một cái scandal. Thì 30 tháng 4 phải làm cái cho sôi nổi đó, mà câu like, câu view rồi YouTube sẽ có tiền mà. Thì nghe nói là cái việc này là ảnh cũng đã thành công được rồi, đúng theo ý ảnh rồi, hơn kết quả hơn 100.000 subscriber gì đó mà mới trong vòng tháng mấy hai tháng, như vậy là đúng ý nguyện của anh Hùng. Nhưng mà cái phương cách của anh làm á, nếu mà nói cái cảm nghĩ của Frank á thì nó hơi hạ sách quá, phải không? Với một cái con người như ảnh, từ cái lúc mà về Việt Nam đó, những cái nó mà dùng cái từ bình dân á là cái nó nịnh bợ quá bạn. Cái ảnh Phan nhớ không lầm là cái lúc về Việt Nam hồi xưa đó, hồi xưa cái giai đoạn mà anh Hùng mà ở Mỹ này, những cái chuyện anh làm trước đây Phan cũng rất là nể, rất nể những chuyện anh đã làm. Tuy nhiên đến cái lúc mà về tới Việt Nam mà thắp nhang bái sống ông đại sứ Nguyễn Thanh Sơn á, trong cái sự ngỡ ngàng của ông chắc ông cũng bất ngờ, thì không biết là ông Nguyễn Thanh Sơn có nhận anh Hoàng Duy Hùng làm anh em kết nghĩa gì không, không nhận là hỏi dùm thử cái chuyện đó.
nhưng mà điều những cái đó làm tự nhiên thấy sao thấy nó hạ thấp mình quá, anh biết không? Thì bây giờ về lại đây thì có thể ảnh mở một cái YouTube channel của ảnh, làm YouTube để sống cũng được. Chơi dội ngày 30 tháng 4 giờ để kéo cái sự chú ý từ Vũ Hán coronavirus qua cái đài của ảnh, thì phải làm cái cờ vàng qua sập đỏ. Nếu mà ảnh mà nói chuyện Frank là cố dấn thêm rồi ít câu thơ của Tố Hữu rồi. Hồi xưa Frank học Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 rồi, làm phải đọc bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chối qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Chắc lẽ nó sinh động hơn. Nhưng mà đại khái là cũng chẳng có gì chú ý. Chẳng qua là anh muốn tạo scandal, câu like, câu view và sống bằng nghề YouTube thì cũng được đi. Còn nói về cái ý nghĩa cờ đỏ sao vàng á, thì anh Hùng anh cũng đã nói nhiều rồi. Anh dành rất là nhiều thời gian anh nói. Nhưng mà Frank chỉ góp ý thêm một vài ý kiến mà đọc trên internet này kia đó, thì cái màu đỏ là cái lá cờ rập khuôn của cộng sản, là phải màu đỏ, phải có ngôi sao. Khi cái màu đỏ là làm người ta nghĩ đến máu, anh hiểu không? Máu của đồng bào, máu đã đổ vì chống giặc ngoại xâm, mà cũng có thể là máu đã đổ vì vì đấu tố, vì cải cách ruộng đất, tùy theo suy nghĩ của mỗi cá nhân ở mỗi cái giai đoạn lịch sử mình đã trải qua. Anh hiểu không? Trên internet thì cũng có người đưa ra bằng chứng đó là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu. Cho nên đó, anh lên kiểm chứng giùm nha. Còn hiện tại bây giờ trên thế giới còn bao nhiêu nước cộng sản, chỉ đếm trên đầu ngón tay phải không? Tàu Cộng, rồi Bắc Hàn, Lào, Cuba, Cuba thức gì, Việt Nam ngủ, Việt Nam thức để gác Cuba ngủ gì đó. những mà đa số là những cái nước cộng sản rồi còn bưng bít thông tin, còn đặt tường lửa để cho người dân bị giới hạn về thông tin bên ngoài. Thì tại sao phải làm như vậy? Mình phải có cái sai gì mình mới che giấu chứ, chứ còn cứ để cho tự do thông tin bà con biết phải không? Cho nên đó là đó là Frank suy nghĩ về cái ý nghĩ về cái lá cờ của chính quyền trong nước, hay là nếu mà nói về lá cờ anh Hùng thì anh nói nhiều về cờ cờ đỏ sao vàng, còn còn thôi sẵn đây cho một vài giây nói sơ về cái ý nghĩa mà cờ vàng ba sọc đỏ mà theo Frank đọc ở trên trên mạng đó, tìm hiểu cái ý nghĩa của nó là cái gì. Phải không? Thì cờ vàng ba sọc đỏ cái ý nghĩa nó là sao? Theo Frank được tìm hiểu á, là cái cờ vàng ba sọc đỏ là cái cờ quốc kỳ của quốc gia Việt Nam từ năm 49 cho tới năm 55, và của Việt Nam Cộng Hòa từ 55 đến năm 75. Thì ngày ngày 2 tháng 6 năm 1948, chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức đã dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ. Thì cái ý nghĩa của nó được giải thích như là màu vàng là màu tượng trưng cho đất nước, màu đỏ là màu của thịnh vượng thành công, ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ là Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ thống nhất với một chính thể quốc gia. Thì đó là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, tiếp tục là quốc kỳ của cái thời quốc gia Việt Nam ha, mình nhớ rõ quốc gia Việt Nam từ năm 49 đến năm 55 trên toàn quốc Việt Nam luôn, và sau đó đó nó trở thành quốc kỳ cho suốt cái thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa, là từ năm 1955 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Thì trước đó là tháng 8 năm 45 thì chính quyền Việt Minh á, Việt Minh thì có lá cờ đỏ sao vàng, đã tổ chức cướp kho thóc, cướp chính quyền của Hoàng đế Bảo Đại, rồi đứng lên tuyên bố độc lập vào tháng 2 ngày 2 tháng 9. Không, hồi đó Phan học sử có cái bài thơ là cái gì à? Tháng 8 45 dân ta tổng khởi nghĩa đứng lên cướp chính quyền, phải không? Cướp chính quyền. Đó là từ tháng 8 năm 1945. Thì mặc dù trước đó là chính quyền của ông vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập từ ngày 11 tháng 3 năm 1945 rồi. 11 tháng 3 năm 1945 là vua Bảo Đại đã tuyên bố độc lập sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng và trả chính quyền lại cho ngài. Thì đó là những gì mà Frank đọc được ở trên trên mạng, phải không? Bây giờ tin tức rồi trên mạng nhiều lắm, mình phải đọc nhiều nguồn là mà để mình đối chiếu lại với nhau, phải không? Còn đó là cái ý nghĩa mà cờ vàng ba sọc đỏ cũng như cờ đỏ sao vàng. Thì sẵn đây nói luôn để quý vị nào mà chưa biết Frank á, thì Frank sinh năm 70 đến năm 75 là lúc có được 4 tuổi rưỡi, gần 5 tuổi.
rồi từ lớp 1 đến lớp 12 là học bên Việt Nam, cho nên nhớ thơ Tố Hữu, phải không? Nhớ nhớ thơ của bác với Tố Hữu rồi nhớ hết. Tốt nghiệp cấp 3 lớp 12 xong á rồi là mới mới đi vượt biên rồi qua Mỹ năm 90, để cho quý vị biết. Và từ 2005 tức là cách đây 15 năm á là Phan đã về Việt Nam rồi, đi từ Nam chí Bắc chứ không phải là chưa về. Đối với tôi, luật sư Hoàng Duy Hùng, dù cho góc nhìn nào đi nữa thì Hoàng Duy Hùng vẫn là Hoàng Duy Hùng. Nhưng khi từ ngày 1 tây tháng 5, Hoàng Duy Hùng với là cái tâm tư nói lên tất cả những gì Hoàng Duy Hùng muốn nói, và Hoàng Duy Hùng đã thể hiện bằng hành động, tức là treo lá cờ Tổ quốc, mà Hoàng Duy Hùng nghĩ rằng đó là lá cờ Tổ quốc. Tôi phải nói rằng tôi hỗ trợ, tôi mừng cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Luật sư Hoàng Duy Hùng đã nghĩ tới mẹ Việt Nam. Điều đó tôi rất là vui mừng. Phải nói là vui mừng. Có thể là vui mừng hơn luật sư Hoàng Duy Hùng. Khi mà hôm qua tôi nhìn được thấy livestream mà Hoàng Duy Hùng, trong lòng rất là mừng rỡ. Phải nói là mừng rỡ. Và đã kêu gọi anh em đến để chia vui. Mặc dù là tôi không có ở tại thành phố Houston hiện thời bây giờ, nhưng tôi cũng chia vui dùng cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Một người cũng phải nói là rất là thẳng thắn trong nhiều vấn đề. Và vấn đề quan trọng nhất đó là lập trường. Ngày hôm nay Hoàng Duy Hùng đã tỏ thái độ, tỏ lập trường rõ rệt. Và bước đi, những bước đi tới của luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi nghĩ rằng luật sư Hoàng Duy Hùng đã vẽ ra cho mình một con đường để đi. Và con đường đó chắc chắn rằng sẽ thể hiện được nhiều đột phá. Mặc dù Hoàng Duy Hùng biết rằng Hoàng Duy Hùng sẽ bị ném đá, Hoàng Duy Hùng sẽ bị những phản ứng ngược chiều. Nhưng con người mà mình dấn thân, mình phải biết, mình chấp nhận. Chứ không thể nào vì một lý do này hoặc là lý do nọ mình dừng bước. Riêng cá nhân tôi, mặc dầu là nhiều năm tôi bị, phải nói là ném đá, bị những cái chuyện xỏ chá, những cái chuyện gọi là chụp mũ, tôi vẫn dẫm lên tất cả những chuyện đó. Tại vì đó là bước đường của mình đi, đó là lý tưởng của mình. Trong những gì mình tâm tư, mình muốn làm, mình phải thực hiện. Và cái điều đó đã chứng minh luật sư Hoàng Duy Hùng ngày hôm nay đã trưởng thành hơn những năm trước, mà những năm mà tôi đã từng là người chống Hoàng Duy Hùng. Tôi là người đứng đầu để mà phản đối tất cả những hành động của luật sư Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng đã có ý tưởng khác hơn ngày hôm nay. Lý tưởng của Hoàng Duy Hùng cách đây vài năm, nó không giống như là ngày hôm nay. Và điều đó tôi cũng chia sẻ và mừng giùm cho luật sư Hoàng Duy Hùng, nghĩ rằng con đường đi của mình trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, sẽ đúng hơn, hướng về quê hương Tổ quốc. Điều đó không phải riêng gì luật sư Hoàng Duy Hùng, mà bất cứ một công dân, một con dân nào của Việt Nam cũng hướng về Tổ quốc của mình, cũng hướng về mẹ Việt Nam. Và ngày hôm nay, sau ngày 1 tây tháng 5, Hoàng Duy Hùng đã chọn con đường đi. Và tôi nghĩ rằng con đường đó rất là đúng, chính xác cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Vì vậy nên tôi một lần nữa chia sẻ tất cả những niềm vui đối với một con dân Việt Nam đã hướng về Tổ quốc, một công dân Việt Nam đã nghĩ tới mẹ Việt Nam và sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nói chung thì anh Hoàng Duy Hùng có một cái đang sống trong chế độ tự do ở đất Mỹ, thì anh Hùng đang hưởng thụ một cái nền tự do đó. Cũng vì cái căn bản đó thì tôi nghĩ rằng anh Hoàng Duy Hùng khi thực thi cái quyền tự do ngôn luận như vậy thì anh ta nên tôn trọng về những thể chế, những cái chế độ hay là những cái chính phủ đã bảo vệ và mang cho anh ta những cái quyền đó, những quyền tự do ngôn luận đó.
Trong khi đó thì tôi thấy những lý do anh đưa ra thì không có, có nhiều bất cập hay là có nhiều cái vấn đề gọi là không có logic lắm. À, thứ nhất là anh cứ cho rằng là cái lá cờ đỏ sao vàng, bây giờ nói về cái vấn đề, cái lý do đầu tiên là nói lá cờ đỏ sao vàng là đại diện cho quốc gia Tổ quốc Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cũng trong cái video đó có đoạn thì anh bảo rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì nó đại diện cho một cái thể chế chính trị, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ngược lại thì anh cho rằng cái lá cờ đỏ sao vàng thì đại diện cho hoặc là Tổ quốc Việt Nam. Ngay cả trong cái vấn đề mà lý luận như vậy á, là tôi thấy anh có một cái bất cập illogical ngay chỗ đó rồi. Theo tôi nghĩ, tôi đồng ý với anh ta là cái lá cờ, bất cứ một lá cờ nào cũng vậy, nó đại diện trong cái thể chế, và một cái thể chế nằm trong một cái khoảng thời gian nào đó. Cái lá cờ có thể thay đổi. Tôi nghĩ anh đánh đồng cái lá cờ với Tổ quốc, anh đánh đồng một cái ideology với lại một cái quốc gia. Tôi nghĩ điều đó là sai. Đối với một người có tầm cỡ như anh ta, như anh Hoàng Duy Hùng, là một người trí thức, một luật sư, thì tôi nghĩ anh đã đánh giá sai lầm ở cái điểm đó. Và như tôi đã nói thì không thể nào mà đánh đồng một lá cờ như là Tổ quốc được. Nếu anh ta muốn xây dựng Tổ quốc Việt Nam bây giờ, time to move on, tôi rất là đồng ý cái chuyện đó. Time to move on là để cùng nhau xây dựng đất nước. Thì anh không cần phải giải thích với mọi người là cái ý định của anh làm, và anh cũng không có cần phải đánh đồng bất cứ một lá cờ nào đối với Tổ quốc, bởi vì đối với ảnh, ngay trong cái video là ảnh nói là Tổ quốc là trên hết. Thì anh cứ việc đơn giản nói chuyện xây dựng với chính phủ Việt Nam bây giờ, dù cho cái đó là một chế độ sau chủ nghĩa hay là cộng sản chủ nghĩa hay là đứng dưới lá cờ vàng ba, cờ đỏ sao vàng, cái chuyện nó không có quan trọng. Nhưng bởi vì anh ra ảnh biện hộ và anh dùng những cái từ ngữ anh đánh đồng cái chữ Tổ quốc với lá cờ đỏ sao vàng thì tôi thấy không có đúng. Và bây giờ ở trong video đó anh nói rất là nhiều vấn đề, thì đơn giản hơn, tôi nghĩ cái thời gian mà ảnh mang cái quyết định này ra ngay cái ngày 30 tháng 4 này, đối với tôi insensitive, là vấn đề không, vấn đề nhạy cảm, nhưng mà anh làm việc bất cập ở điểm đó. Và nó mang một tính chất khiêu khích hơn là một cái lời giải thích cho những khán giả của anh nghe. Một khi anh làm một cái video hay là anh có một cái show, có nghĩa là anh muốn mọi người vô nghe những anh nói. Và trong anh là từng là chủ tịch cộng đồng, cho nên một phần lớn của những người nghe của anh, đặc biệt cái show này ở Mỹ, thì một phần lớn của đó là của khán giả, đó là thính giả, đó là người tị nạn Việt Nam. Cho nên mang một cái lá cờ mà đại diện cho một cái chính phủ, một thể chế mà đàn áp và làm cho một phần nửa của nước Việt Nam suffer, chịu đựng bao nhiêu năm nay, đặc biệt là đàn áp và giết bóc và tù đày và đẩy một hơn cả triệu người đi tị nạn, thì tôi cho rằng đem cái lá cờ đó ngày và cái quyết định ngày hôm nay, ngày cái ngày 30 tháng 4 đó, là một cái vấn đề giật gân và khiêu khích hơn là một cái ngày để cho anh bắt đầu một công việc chính đáng của anh. Công việc của anh là xây dựng đất nước rất là tốt, tôi đồng ý chuyện đó. Nhưng cái lý do và cái hành động của anh ngày hôm đó, tôi nghĩ là cái vấn đề khiêu khích, câu view, câu like nhiều hơn là những gì mà anh ta phân trần là đây là lương tâm của tôi. Lương tâm của anh đâu có cần 45 năm để khám phá ra cái chuyện mà anh phải phục vụ một quốc gia, người Việt Nam, một Tổ quốc Việt Nam. Tầm cỡ như ảnh mà cần 45 năm để nhận thức được cái vấn đề này là tôi thấy hơi giật gân đó, hơi lố bịch một tí, nói hơi nặng một chút. Nhưng mà thực ra bởi vì trong cái video ảnh nói về lương tâm, rồi ảnh đem một cái thời gian 45 năm để nhận thấy là cần phải move on, tôi thấy hơi funny một chút xíu đối với một cái tầm cỡ những người như ảnh. Và tôi cũng nói luôn là anh nói anh nghiên cứu lịch sử và anh nhận thức được là cái lá cờ đỏ sao vàng này, thứ nhất là anh đánh đồng với là Tổ quốc là sai rồi đó. Nhưng mà giờ tôi mua vào cái điểm thứ hai là anh nói là cái lá cờ này đại diện cho sự tự do, và chính cái lá cờ này và cái thể chế hay là cái một số người dưới cái lá cờ này là giành độc lập cho nước Việt Nam. Tôi xin nhắc với anh luôn, ngày 19 tháng 8 đúng là Việt Minh đứng ra giành độc lập, cướp chính quyền từ Nhật, nhưng mà Việt Minh, ở dưới Việt Minh đó là rất là nhiều đảng phái,
Và anh, nếu mà anh đọc, anh nói là anh nghiên cứu, thì anh phải nên nhìn lại những cái đảng phái đó đã bị tiêu diệt, ok, đã bị physically, violently tiêu diệt, giết chóc những người đó, bán đứng những người đó cho Nhật và hay là cho Pháp thời đó, tại Pháp quay lại hai lần, năm 45 và năm 54, để diệt hết những người đó. Thì ai là người đứng sau cái chuyện đó? Thì đó là đảng lao động của Việt Nam hồi xưa, hay là đảng Cộng sản bây giờ. Cho nên cái lá cờ đó, khi mà nó đại diện ngay cái lúc đó, nó có một cái giá trị khác, ok, và nó có một cái sự hợp tác của nhiều đảng phái. Đó là cái chữ Việt Minh từ ra, Việt Minh Đồng Chí Hội là vậy. Nó có một cái chữ rất là dài, nhưng mà tôi nói ngắn tắt là Việt Nam Đồng Chí Hội. Nó gồm nhiều phe phái trong đó, chứ không phải là những người theo đảng Cộng sản không. Nhưng mà ý của tôi ở đây là tại vì cái đảng Cộng sản đó để tiêu diệt hết những người khác, ok, cho nên nói trại ra là thời đó và thời này, với dưới cái lá cờ này là những người theo đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có cái lá cờ khác, ok, chi bộ người ta có cái lá cờ khác, nhưng vẫn chung chung là đại diện cho một nhóm người của Cộng sản. Cho nên tôi thấy, rồi quay lại, đây là anh mang cái lý do ngày hôm nay ra, đó là cái tính chất khiêu khích, và nó làm loãng đi cái mục đích tốt đẹp là xây dựng cho một tổ quốc anh. Tôi nghĩ anh không nên đánh đồng lá cờ đỏ sao vàng đại diện của Trung Quốc và gia Việt Nam. Nhắc nhở cho anh Hoàng Duy Hùng, em nghĩ là anh đã biết rồi. Thì năm 75 đó, khi mà một chiếc xe tăng mà chạy vô đụng vô cái dinh độc lập đó, thì mang lá cờ xanh đỏ của mặt trận giải phóng miền Nam. Tất cả mọi người đều biết là đảng Cộng sản cũng núp bóng ở đằng sau đó, nhưng ít nhất lúc đó là một lá cờ khác, và do ít nhất là hai đảng phái mặt trận giải phóng miền Nam và ở đằng sau đó có Cộng sản. Cho nên anh phải biết được năm 75 lá cờ đó vẫn là lá cờ khác. Cho đến năm 76 thì hoàn toàn đảng Cộng sản núp bóng ở dưới lá cờ vàng, tình đỏ sao vàng, đã tiêu diệt luôn cả mặt trận giải phóng miền Nam. Chỉ sống sót được một vài tên, chẳng hạn như Phạm Văn Trà và bà Nguyễn Thị Bình. Thì bây giờ khi vài tháng về trước, khi mà tôi thấy anh bắt đầu làm video show và nói chuyện nhiều trên đài Bosa TV, tôi thấy anh đứng một người chống cộng có một cái nguyên tắc quốc gia. Chống cộng thì tôi không biết, nhưng mà có một tính chất quốc gia, và anh rất là điềm đạm, anh không có giống như là chống cộng cực đoan nổi tiếng dưới khu Bosa. Thì tôi hy vọng là anh sẽ là một người, là một cái cầu kết nối giữa những người ở bên Việt Nam đại loại gọi là Cộng sản, và những người quốc gia đại loại là ngay khu Bosa. Anh là một người điềm đạm ở giữa để kết nối hai nhóm lại để xây dựng đất nước. Thì bây giờ tôi cảm thấy như anh tung một cái lá cờ này lên, và anh tôn sùng đánh đồng quốc gia và lá cờ đỏ sao vàng qua phía bên Cộng sản. Có nghĩa là anh bây giờ anh bước qua một cái chiến tuyến khác. Đối với tôi, cái mục đích anh làm để xây dựng là tốt, nhưng cái hình thức anh làm là anh bước sang một bên, anh nói anh move on, nhưng mà thực ra là anh take side, anh đứng bên phía Cộng sản. Thì chẳng khác nào anh đã quay về bước đầu tiên, tách ra làm hai nhóm tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ hình thức đó là sai hoàn toàn. Rất là khó trả lời cho tôi, tại vì khi nói chuyện với một người vắng mặt như thế này, về một đề tài mà nó khá tế nhị và nó rất là phức tạp. Cái chuyện một người nào treo lá cờ đảo sao vàng hay là treo ở trong tiệm hay trên xe hay này nọ đó thì nó bình thường. Nhưng đối với ông Hoàng Duy Hùng, một cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston, một cựu nghị viên thành phố Houston, rồi vừa là một nhà trí thức, luật sư, vân vân và vân vân. Và đặc biệt, một người chống cộng rất là mãnh liệt, từng vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ trong quá khứ rất là mạnh mẽ. Thì bây giờ, cái việc ông ta đi treo lá cờ đảo sao vàng của Cộng sản Việt Nam và công bố đó là lá cờ tổ quốc của ông, và ông trân quý, ông ca tụng vân vân. Tôi nghĩ rằng với một đề tài như vậy, chúng ta cần rất là nhiều tiếng đồng hồ để mà phân tích, để mà nói lên cái sự kiện như thế này. Tuy nhiên, để mà trả lời vắn tắt về vấn đề này thì tôi có thể nói một cách tóm gọn là tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm khi thấy ông ta treo lá cờ đảo sao vàng, tại vì trong quá khứ ông ta đã lên tiếng ca ngợi Cộng sản Việt Nam. Ông về Việt Nam
rồi ông thờ lại ông vái ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Cộng sản Việt Nam, rồi ông từng tiếp xúc các vị lãnh tụ của Cộng sản Việt Nam, và đứng hình dưới hình Hồ Chí Minh, rồi cờ đảo sao vàng, vân vân. Thì cái chuyện rồi ông lại lên tờ báo Nhân Dân làm biên tập viên tờ báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản, vân vân. Thì cái chuyện ông tiến một bước nữa là treo lá cờ máu Cộng sản Việt Nam, lá cờ đảo sao vàng, thì không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cái điều tôi muốn nói đây á, là ông đã biện hộ, biện minh cho cái lý lẽ ông treo lá cờ đảo sao vàng, hoặc là ông tôn vinh cờ đảo sao vàng, hoặc là ông cho rằng lá cờ đảo sao vàng là lá cờ tổ quốc. Những lập luận ông đưa ra hoàn toàn là nó sai, phi lý và nó không có đúng sự thật. Ông đưa lịch sử cờ đảo sao vàng, rồi ông cho ra đó là lá cờ tổ quốc chính nghĩa, và ông dục mạ lá cờ vàng bạc sọc đỏ. Điều đó nó làm tôi ngạc nhiên. Tôi chấp nhận cho việc ông treo cờ đảo sao vàng, tôi chấp nhận cho việc ông vinh danh cờ đảo sao vàng, nhưng có chuyện ông bị dục mạ lá cờ vàng bạc sọc đỏ, ông cho rằng lá cờ đó là lá cờ không chính nghĩa, là lá cờ văn bản văn gì đó, thì tôi nghĩ rằng thái độ ông khi mà ông nói như vậy đó là cái điều mà không có xứng đáng là một con người. Tôi dùng cho con người đó, tại vì con người không bao giờ đi nhổ đi liếm lại hay đi nói những câu mà nó ra sự thật và nó không có đúng với lương tâm của một con người. Thì nói về Hoàng Duy Hùng thì tôi nghĩ rằng tôi phải cần rất là nhiều thời giờ để phân tích về con người của ông. Tuy nhiên, riêng về vấn đề cờ đảo sao vàng là, thì tôi nghĩ gặp Cộng sản họ cũng không vui thú gì đâu khi thấy ông treo cờ đảo sao vàng. Tại vì họ nghĩ rằng một con người phản bội như ông, một con người mà chạy trốn những cái sự thật, thì Cộng sản nghĩ rằng ngày nào ông ta cũng phản bội lại Cộng sản và chạy trốn sự thật. Do đó, cái chuyện mà ông treo cờ đỏ sao vàng thì đó là một cái biểu tượng để ông muốn chứng tỏ rằng ông là người hết lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng đối với tôi, đó là dấu chỉ của một sự người thất bại. Ông thất bại trong tinh trương, ông thất bại trong chính trương, rồi ông sinh ra thất chí, ông sinh ra thất tình, và ông không còn một chỗ đứng nào với xã hội, với cộng đồng tại Houston nói riêng và hải ngoại nói chung, và ông không còn một cái chỗ đứng gia đình với vợ con ông. Thì do đó bây giờ cái con đường sống của ông là làm sao trở về với Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam, và để biểu tỏ cái sự trung thành trung kiên của người mà quay về với đảng, với nhà nước Cộng sản Việt Nam bằng cách là treo lá cờ đảo sao vàng. Thì tôi không biết được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đảng viên Cộng sản nó cho đó là một hành động yêu nước. Tôi không biết bao nhiêu phần trăm là người dân Việt Nam đồng ý và hoan nghênh cái việc ông treo cờ đảo sao vàng. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi nghĩ là trên 80-90% người Việt hải ngoại sẽ khinh bỉ thái độ mà ông treo cờ đảo sao vàng và tôn vinh lá cờ Cộng sản Việt Nam là lá cờ tổ quốc. Và bằng chứng thực nữa, để thấy sự mà láo khoát hoặc là không đúng sự thật của ông. Tại vì nếu quý vị coi cái video Một Góc Nhìn của Hoàng Hùng khi ông treo lá cờ mà ông nói chuyện buổi sáng đó, thì ông cà kê dây ngỗng sau đó ông muốn chứng tỏ là ngày xưa ông yêu mấy lá cờ vàng, nhưng bây giờ ông thay đổi quan điểm chính trị, và ông nói rằng năm 1975 thì tôi, tức là ông á, tôi khóc nức nở khi mà lá cờ vàng ba sọc đỏ bị hạ xuống, và tôi tính ra số tuổi ông năm 75 thì số tuổi ông mới 13 tuổi, thì làm sao ông có khái niệm về chính trị, làm sao ông phải khóc nức nở khi lá cờ vàng ba sọc đỏ bị Cộng sản hạ xuống vào năm 1935. Từ đó nó lên chứng tỏ ông là người đã láo. Và khi mà nó láo một chuyện đơn giản như vậy thì tôi nghĩ tất cả những điều khác ông đều nó láo. Hơn nữa, khi mà ông đã
ca ngợi vinh danh, rồi ông nói tiểu sử lá cờ Hồ Chí Minh đưa ra năm 1945, rồi khi mà cướp chính quyền vân vân, thì ông là treo ngược lá cờ ngôi sao chúc xuống và là không có đúng cái kiên tác là ngôi sao cái cặn cái gấp ngôi sao đưa lên trời vân vân. Chân đó nói ông rất là cẩu thả và ông không có một cái tâm hồn, một ý thức nào khi cái hành động của ông, và tất cả làm vì cảm tính, vì ông muốn lấy làm với Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nói chung tôi và cộng đồng tị nạn Hải ngoại rất là khinh bỉ và khinh thường cái hành động của ông, và chắc chắn Cộng sản Việt Nam cũng không có quan nghênh gì cái chuyện mà ông treo cờ Cộng sản, tại vì như vậy nó chỉ làm nhục cho lá cờ của Cộng sản Việt Nam mà thôi, thưa anh. Thì đối với cá nhân chúng tôi đó, thì cái việc này nó thể hiện cái quyền gọi là quyền tự do cá nhân, thưa quý vị. Đây là một cái quyền rất đặc biệt ở Hoa Kỳ, một cái quyền mà mọi người công dân Hoa Kỳ đều có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Công dân Hoa Kỳ có thể tham gia bất cứ đảng phái chính trị nào, hội đoàn chính trị mà không bị luật pháp nghiêm cấm. Thì chúng ta thấy rằng anh Hoàng Duy Hùng đã nhiều năm đã về Việt Nam nhiều lần, thưa quý vị, và anh cũng đã có những cái hướng nhìn tích cực về đất nước Việt Nam. Cho nên là cái chuyện mà anh Hoàng Duy Hùng mà treo cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở văn phòng của anh thì không có gì lạ, thưa quý vị. Chúng tôi nói cho rõ, tại nhiều người có vẻ là cho rằng đây là một sự kiện, sự cố gì lạ, thưa quý vị. Thì chúng tôi nói là ở Hoa Kỳ đã có nhiều người cũng đã treo cờ đỏ hoặc là mặc áo đỏ sao vàng trước đây. Chúng tôi có thể là nêu tên như anh John McBride, cô Kim Mi-tang chẳng hạn như vậy, anh Lợi Minh hoặc là ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã mặc áo đỏ sao vàng chẳng hạn như vậy, hoặc là treo cờ đỏ sao vàng ở trên tràng nhà của họ, thưa quý vị, hoặc là ở ngay tư gia của họ. Thì đó là một số ví dụ của một số Việt kiều mà xuất hiện trên Internet hoặc trên YouTube, chứ thật ra ngoài đời thì cũng còn rất nhiều người khác, thưa quý vị. Thì đó là cái quyền tự do cá nhân, và quyền này được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Ở đây nói cho rõ vài vấn đề mà người ta thường hay hiểu sai lệch. Thứ nhất là cờ đỏ sao vàng không phải là đảng kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Đảng kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam là cờ búa liềm trên nền đỏ, còn cờ đỏ sao vàng là cờ của quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái sự việc mà treo cờ đỏ sao vàng đó, thì ở ngay cái tư gia của mình hay ngay văn phòng riêng của mình thì nó không có gì mà gọi là xôn xao, thưa quý vị. Đối với cá nhân tôi, sự việc nếu mà xôn xao đó, tôi nói nếu, cái chữ nếu rất quan trọng, thưa quý vị. Nếu mà cầm cờ đỏ sao vàng hoặc mặc áo cờ đỏ sao vàng mà đi vào những cái buổi lễ của những người cộng đồng chống cộng vào ngày 30 tháng 4 thì đó đúng là một cái sự kiện, thưa quý vị. Còn cái chuyện riêng tư cá nhân thì không có gì lớn lao hết. Nhưng mà vào cái ngày 30 tháng 4 không? Và đang có cái sự gọi là tưởng niệm cờ vàng ba sọc đỏ của những người trong cộng đồng ở hải ngoại này ở khắp nơi, thưa quý vị, thì nếu mà có một cá nhân nào đó cầm cờ đỏ sao vàng đi tới thì cái đó mới gọi là một cái sự kiện đặc biệt và chấn động, thưa quý vị. Còn cái chuyện mà tự do cá nhân thì cũng không có gì gọi là lớn lao gì cả, tôi thấy bình thường lắm, thưa quý vị. Chả có gì gọi là đáng để mà lên ồn ào, thưa quý vị.
Tuy nhiên cái sự ồn ào ở đây nó có một cái tính chất đặc biệt. Để nói cho rõ là anh Hoàng Duy Hùng là một cụ chống cộng cực đoan, thưa quý vị. Và ảnh có nhiều liên hệ đối với các tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Thậm chí có thể là đã từng tham gia nữa. Cho nên đó là cái sự ồn ào nó nằm ở ngay chỗ đó. Tức là một số người họ coi anh Hoàng Duy Hùng này là phản bội cái cộng đồng ở dưới Houston, phản bội cái cộng đồng cờ vàng đó, thưa quý vị, mà anh từng tham gia, thậm chí là anh từng là chủ tịch của cái cộng đồng chống cộng Houston. Thì đó mới là một cái vấn đề để gây xôn xao. Tức là một người từng đứng đối lập với cờ đỏ sao vàng mà ngày hôm nay sau 45 năm do những cái nhận thức, do những cái hiểu biết, do những chuyến đi về Việt Nam, rồi nó nhiều vấn đề, thì anh Hoàng Duy Hùng một tuần trước đó thì cũng đã có những cái lời lẽ cho biết là cái quyết định của anh sẽ làm một cái gì đó vào ngày 30 tháng 4. Thì đối với anh Hoàng Duy Hùng thì có thể là một cái sự trăn trở, một cái sự suy tư, một cái bước bứt phá. Nhưng mà đối với những người mà đã từng sống ở Việt Nam hay là đối với những người đang sống ở Việt Nam thì xin thưa quý vị là một cái chuyện bình thường. Thì cờ đỏ sao vàng thì đã được chính thức công nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc và trên 200 quốc gia trên thế giới. Còn đó là cái quyết định mà anh cảm thấy anh làm một cái việc đúng đắn trong cái thời điểm hiện nay đối với cái hoạt động của anh, thưa quý vị. Hoạt động của anh thì chúng ta biết thì cũng hướng về Việt Nam rất nhiều từ nhiều năm nay chứ không phải bây giờ, thưa quý vị. Thì cá nhân tôi cũng làm một cái cuộc trưng cầu ở trên Internet, thưa quý vị. Và để ở youtube.com gạch chéo user Trịnh Quốc Thiên gạch chéo community, thưa quý vị, về cái câu chuyện mà anh luật sư Hoàng Duy Hùng để cờ đỏ sao vàng trong văn phòng của anh vào ngày 30 tháng 4, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là cái sự ủng hộ của anh rất lớn, trên 90%, thưa quý vị. Còn cái số mà gọi là chống đối hay nghi ngờ đó thì chỉ có 2%, thưa quý vị. Chúng ta thấy và 7% thì không quan tâm. Tức là trên 91% là ủng hộ việc treo cờ đỏ sao vàng của anh luật sư Hoàng Duy Hùng. Đây là cái sự bình chọn của trên 2.100 khán thính giả khắp nơi, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là cái việc làm của anh cũng được cộng đồng mạng ủng hộ rất nhiều. Ngoài ra họ còn subscribe cái kênh của anh, rồi giúp anh đạt được cái nút bạc chẳng hạn, như vậy đạt trên 100.000 subscriber. Thì đó là cái sự ủng hộ. Thì cá nhân tôi cũng cảm thấy là có lẽ là anh Hoàng Duy Hùng đang làm một cái việc đi đúng đường mà anh mong muốn trước đây, thưa quý vị. Và tiếp theo thì ở thành phố Westminster, thưa quý vị, thì cũng có một chiếc xe chủ nhân đã treo cờ đỏ sao vàng vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là ở thành phố Westminster thì cũng đã có những người làm những việc tương tự như anh Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà họ không có lên YouTube, họ không lên Internet, thưa quý vị. Họ làm ở ngoài đời, thành ra là cũng có những người khác ngoài anh Hoàng Duy Hùng. Thì cá nhân tôi thấy thì cho tới ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5 thì chẳng thấy cộng đồng ở Nam Cali phản đối, phản ứng gì cả, thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi cũng thấy là có lẽ là một cái hiện tượng cũng chả gì là bất thường nữa, thưa quý vị. Tức là ở hải ngoại cũng có những cái cộng đồng, những người Việt hướng về
quê hương hướng về cái đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trong lòng họ cũng muốn treo cờ đỏ sao vàng. Còn những người họ có những cái quá khứ từ cái thời Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 thì họ vẫn tổ chức những cái buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4, họ treo những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của họ, thưa quý vị. Thì có lẽ là hai cái lá cờ nó cũng sẽ tồn tại song song ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này và trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này, thưa quý vị. Thì có người hỏi tiếp một cái câu hỏi nữa là liệu anh Hoàng Duy Hùng có bị gì không, thưa quý vị. Cá nhân tôi cũng xin trả lời rất rõ ràng, nó có thể là không bị gì hết và cũng có thể là bị tẩy chay, thưa quý vị. Không bị gì hết thì những cái người họ cũng thấy bình thường, thưa quý vị. Cái quyền tự do phát biểu, đã nói là tự do, mình tranh đấu cho tự do thì phải tôn trọng cái sự tự do của người khác, thưa quý vị. Thì đó là cái sự tự do lựa chọn cái đường hướng để mà hoạt động của anh Hoàng Duy Hùng. Và cũng có nhiều người đó, thưa quý vị, cũng có nhiều người trong cộng đồng cũng đã quay về Việt Nam để mà sinh hoạt, để mà làm ăn, giao thương, làm kinh tế, rồi đủ thứ đối với Việt Nam. Tiếp theo là hỏi là có sự trừng phạt, trừng trị nào không, thì tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có cái sự tẩy chay. Tẩy chay những cái việc làm của anh Hoàng Duy Hùng thì cũng bình thường thôi, thưa quý vị. Còn tiếp theo là có giết người, đánh đập hay không thì cái đó tôi không biết, thưa quý vị. Tôi không biết là người ta suy nghĩ như thế nào, cái sự tức giận nó lên tới cái mức nào để mà phải đi ám sát, giết người, thưa quý vị. Thì ngày nay thì Hoa Kỳ cũng đã có những cái hệ thống ngăn ngừa rất tốt, những hệ thống camera giám sát khu phố chẳng hạn như vậy, giám sát những cái tòa building, giám sát ngoài đường. Cho nên cái vấn đề mà ám sát một người công dân Hoa Kỳ cũng khó khăn lắm, thưa quý vị, không phải dễ như là muốn làm gì làm. Cái chuyện mà luật sư Hoàng Duy Hùng anh ta treo cờ đỏ vào ngày 30 tháng 4 thì đó cũng là cái quyền, thể hiện cái quyền cá nhân của anh ta thôi, của một cá nhân. Chuyện đó thì cái điều mà anh ta làm đó là nó đi ngược lại tất cả những cái công việc mà của anh ta đã làm từ trước đến nay ở hải ngoại, trong suốt 45 năm qua ở hải ngoại này. Anh ta đã làm cả một cái quá trình 45 năm, có thể là một đời người ngắn ngủi, nhưng mà nó cũng ít ra đối với Hoàng Duy Hùng thì tôi nghĩ đó là một thời gian quá nửa đời người của anh ta rồi. Và bây giờ anh ta có những cái quyết định thì phải nói rằng là cái quyết định gọi là điên rồ, bởi vì chính anh ta đi ngược lại anh ta, chính anh ta đi ngược lại anh ta và đi ngược lại với tất cả mọi người trong gia đình của anh ta, như chính anh ta xác nhận bố mẹ, anh em, dòng họ nhà anh ấy là tất cả mọi người đều là đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà anh ta cho rằng là anh ta đã có một cái sự suy nghĩ đắn đo và cái con đường chọn lựa của anh ta, và anh ta quyết định để làm với cả một sự gọi là táo bạo, cái gọi là cái đi một cái bước đi mà anh ta cho rằng là anh ta là người đầu tiên, nhưng mà không phải, anh ta không phải là người đầu tiên. Người đầu tiên thì phải nói là Trần Trường, cái chuyện đó thì nó mới đúng, còn Hoàng Duy Hùng cũng chỉ là một tên theo đó ăn tàn mà chạy theo để copy những cái việc như Trần Trường thôi. Nhưng mà anh ta lại không học những cái bài học của Trần Trường. Cái vấn đề anh ta cho rằng là anh ta làm cái việc đó thì nó có thể là nguy hiểm đến tính mạng của anh ta. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái chuyện đó chả mấy ai người ta quan tâm đến cái chuyện mà gọi là phải đánh giết anh ta về cái chuyện đó. Bởi cái chuyện đó nó gọi là của một con người mà người ta thích làm cái đó. Thì có thể nhá, tôi nói có thể thôi,
là gặp những cái vấn đề mà nó giống như là một người nào đó, người ta có thể gặp anh ta mà nói chuyện qua lại mà người ta ghét quá thì người ta bạt cho cái bạt tai, thì cũng có thể có, cái đó là có thể có. Hoặc là những cái gì đó thì tôi không có biết, nhưng mà còn bảo rằng là để mà chém giết anh ta thì cái chuyện đó chắc giờ phút này thì cũng không có ai mà người ta bận tâm để làm những cái chuyện như vậy. Bởi vì cái chuyện mà anh ta làm đó, cá nhân tôi thì tôi thấy không có gì lạ, là bởi vì con người của anh ta từ khoảng cỡ một vài năm đổ về đây thì anh ta đã có cái chiều hướng ấy rồi, mà ngày hôm nay thì nó gọi là nó đi đến cái chỗ gọi là cái giọt nước tràn ly thì anh ta làm cái sự việc đó. Bởi vì con người của anh ta ở đây với cái đất Hoa Kỳ này thì tôi nghĩ là anh ta đã thất bại đến tận cùng rồi, không có còn cái gì để mà thất bại hơn nữa. Như anh cũng như là quý thính giả biết rằng là một con người để mà mình ra làm việc cộng đồng, rồi ra làm việc trong chính quyền địa phương, thế nhưng mà mình làm sao, cái cách sinh hoạt của mình, cái cách cư xử hành xử của mình như thế nào, mình đã làm những việc gì để mà cuối cùng á, thay vì đồng bào người ta thương mến mình, người ta bỏ phiếu cho mình tiếp tục làm việc đó hoặc là đi lên nữa, thì người ta lại ghét bỏ mà người ta không bỏ phiếu cho mình để cho mình văng ra, mình không còn được làm cái chức vụ đó. Thì cái đó là thứ nhất, anh ta phải suy xét lại cái việc làm của anh ta. Rồi thứ hai nữa, kế đến tiếp theo nữa là gia đình cũng tan nát, vợ con nó bỏ. Đến độ mà anh ta về Việt Nam thì Nguyễn Thanh Sơn phải nói với anh ta rằng là thôi bây giờ về Việt Nam thì lo kiếm một cái nửa của mình đi, anh về đây thì nên kiếm đi rồi làm lại cuộc đời thế nọ kia. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là Hoàng Duy Hùng là một con người gọi là sống ở đất hải ngoại này là thất bại hoàn toàn rồi, không còn gì nữa. Và bây giờ quay trở về thì về Việt Nam muốn tìm đường làm ăn, muốn kiếm một con đường sống. Thì cái cách của anh ta trở về đâu để mà kiếm cái công việc làm ăn hay là cái gì đó thì nó không quan trọng, bởi vì người ta có thể thay đổi cái chuyện để mà tìm đường làm ăn. Nhưng mà với một cái cách gọi là từ những cái điều mà chúng ta nhìn thấy, chẳng hạn như là qua cái cung cách của Hoàng Duy Hùng về Việt Nam gặp Nguyễn Thanh Sơn, thì Nguyễn Thanh Sơn giờ này thì cũng là về vườn rồi, nghĩa là nghỉ rồi, không có còn tại chức nữa. Nhưng mà cái cách hành xử của Hoàng Duy Hùng thì phải nói nó quá tệ, không biết dùng cái chữ gì để mà nói lên được cái điều đó. Bưng bô nó cũng không có còn xứng đáng để mà sử dụng vào đó được nữa. Mà nếu mà nói theo cái kiểu mà danh từ ở Việt Nam, có lẽ hình như là những cái giới mà ở Việt Nam nó hay dùng, nó gọi là Buddhist. Bưng bợ nó quá mức đến cái độ mà đứng ra để mà cầm cây nhang thắp rồi vái vái Nguyễn Thanh Sơn, thì cái chuyện đó là tôi thấy nó trở thành hề quá rồi. Mà cái người nhận cái vái đó, nhận cái bái lại đó, nó cũng thành hề nữa rồi. Đó, thế thành ra đó, cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là đối với là Đảng Cộng sản thì Hoàng Duy Hùng hoàn toàn cũng thất bại. Là bởi vì tôi có thể nói chắc chắn là người Cộng sản, bây giờ người ta cả mấy triệu đảng viên, không lý người ta không kiếm được những người tài ba hơn Hoàng Duy Hùng à? Mà tại sao người ta lại phải xài một cái tên gọi là phản bội? Đầu tiên thì là chống lại nhà nước Cộng sản Việt Nam, đi với lại cộng đồng để mà gọi là làm những công việc đó, bây giờ lại phản bội lại cộng đồng, lại đi ngược trở lại để nói rằng nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Theo cái điều của anh ta đó thì tôi thấy rằng là anh ta đã sai, bởi vì một luật sư mà đi những cái điều đó thì nó sai. Là tại sao? Là bởi vì anh ta chứng minh rằng đó là cái lá cờ tổ quốc và bây giờ chỉ có lá cờ đó là chính, thì tại sao anh ta không nhìn ngay vào Đảng Cộng sản của Nga cũng như là nước Nga? Tại sao sau khi mà chấm dứt cái Đảng Cộng sản người ta lại sử dụng lá cờ từ thời Nga Hoàng? Thì đó là cái câu hỏi, đó là cái việc làm mà tôi thấy là Hoàng Duy Hùng đã quá dở trong việc này. Đây là công việc nhạy cảm, rất thật là nhạy cảm. Trước tiên thì tôi phải nói là xin chia sẻ, xin một lời chia sẻ trân trọng nhất với ông Hoàng Duy Hùng. Phải nói là ông này một cái ông luật sư can đảm, can trường, mình dám nói dám ngàn làm, đây là một cái dũng chí. Cái vấn đề ủng hộ ông Hoàng Duy Hùng hay không, hay chống Hoàng Duy Hùng không, tôi không biết, nhưng tôi thấy ông này có một cái dũng chí
đã can đảm, dám dám nói, dám làm. Đây là một cái việc làm mà không có thể ai làm được. Có chăng một người thứ nhất đó là Lý Tống, nhưng mà Lý Tống qua đời rồi. Phải nói hải ngoại nữa, tôi khâm phục hai người, đó là Lý Tống và anh Hoàng Duy Hùng, luật sư Hoàng Duy Hùng. Bây giờ quay vấn đề chuyện lá cờ. Đối với cá nhân tôi á, thì cờ đỏ cờ vàng đối với tôi chả là gì hết. Quốc gia hay cộng sản đối với tôi cũng chả là cái gì hết. Tôi chỉ biết tôi là người Việt Nam, làm sao quê hương dân tộc bớt đau khổ, không có đói nghèo, mà độc lập tự do, có dân quyền là tôi thích rồi. Còn nói về chuyện với lá cờ thì hôm nay anh Võ Hùng Linh kêu tôi viết cảm, nói về cảm tưởng cái lá cờ. Thì cách đây như vậy là cùng 21 năm rồi, tôi còn nhớ năm 1999 tôi đã viết trên báo Giao Điểm với tờ báo Tuổi Trẻ, dường như tôi có viết báo Người Việt nhưng họ bị họ trả lại, là lịch sử lá cờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đồng thời tôi cũng đã viết một cái bài lịch sử lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tiếc rằng cái bài của tôi chỉ được báo Giao Điểm do chủ biên Nguyễn Văn Hóa đăng mà thôi. Đây là một cái website của Phật giáo. Bây giờ trở lại vấn đề lá cờ, tôi nói một chút trước khi mà nói cái cảm tưởng của tôi, thì tôi nói qua một chút lịch sử của lá cờ này. Theo tôi biết, tác giả lá cờ này là của ông Nguyễn Hữu Tiến, người Hà Nam, năm 1936. Thì ông này đi ngang mà qua một trường huyện thì thấy chào cờ, mỗi buổi sáng phải chào cờ. Mà cái lá cờ này là cờ tâm sắc. Cái lá cờ này là của một người Pháp, của Pháp, chứ không phải của Việt Nam. Nôm na ngày xưa gọi là nước Đại Pháp. Bây giờ là năm 1930 tới 40 là miền Nam thuộc về Nam Kỳ tự trị. Thì nước gọi là nước Nam Kỳ. Ông ấy thấy là nước nước Việt Nam mình. Mà tại sao lê học trò đi học mà treo cờ Việt Nam đâu? Do đó ông về già ông viết ông về một cái lá cờ. Cờ thì đỏ mà dựa thì mua sâu vàng. Cái ý nghĩa của lá cờ này tôi nhớ ông mới còn cho biết là đây là cái là năm ngôi sao đó, năm cái cạnh của ngôi sao là tượng trưng cho dinh lệ nghĩa trí tín và sĩ nông công thương bình. Còn á, mà vàng á, là da vàng, màu đỏ là máu đỏ da vàng, đó cái đại ý như vậy. Rồi bạn đi một thời gian thì tới năm 1940 thì bây giờ là có cái phong trào kháng chiến đuổi Tây dẹp Nhật. Thì ông đã trình lên ông ta trình lên sứ ủy Nam Kỳ khởi nghĩa, sứ ủy Nam Kỳ khởi nghĩa. Thì trong cái đó ông dâng lên cái lá cờ này cho Việt Minh. Bây giờ phải nói là cộng sản còn phô thai lắm, mà đảng bây giờ không phải đảng cộng sản nữa, theo tôi biết là đảng lao động Việt Nam, đảng lao động. Thì ông trình lên đảng lao động sứ ủy Nam Kỳ để mà lá cờ này, thì sứ ủy Nam Kỳ nên thấy lá cờ này hay thì sứ ủy Nam Kỳ mới họp lại, bây giờ mình khởi nghĩa mình phải có lá cờ, thì lấy lá cờ của ông Hữu Tiến, người Hà Nam. Như vậy thì lá cờ này không phải là của Pháp, lá cờ này cũng phải của Vatican, mà lá cờ này cũng phải là của cộng sản. Mà lá cờ này của ông Nguyễn Hữu Tiến đã dâng cho sứ ủy Nam Kỳ. Mà hôm nay đó là nói là ông Nguyễn Hữu Nam, mục đích của ông đây là lá cờ dân tộc, và sứ ủy Nam Kỳ lấy lá cờ này chọn là làm. Và sau này ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy lá cờ này là lá cờ tổ quốc.
Thì do đó hôm nay tôi thấy có một số người chống lá cờ này, nói là cờ này là cờ cộng sản. Tôi xin nói không có, Đảng Cộng sản là cờ bú liềm, còn cờ này là cờ dân tộc. Do đó tôi thấy cái lập luận của ông luật sư Hoàng Duy Hùng rất là logic. Tôi khen thẳng và rất là tri ân những người nào làm lá cờ này. Đối với tôi đã lập lại một lần nữa, đối với tôi quốc gia cộng sản là cái gì hết. Gia đình tôi là nạn nhân của hai phía, quý vị chưa biết đó. Khi nào gặp tôi hỏi nó này, gia đình tôi là cũng nạn nhân của cộng sản, mà gia đình tôi cũng là nạn nhân của quốc gia. Thì đối với tôi ấy, quốc gia cộng sản không là cái gì, đất nước như ruột như rà, chế độ giữ áo cởi ra là rồi. Còn nữa, tôi vinh danh luật sư Hoàng Như Hùng, một chiến sĩ can đảm, một người dân tộc. Một lần nữa tôi cảm ơn anh Võ Hoàng Lân đã tạo điều kiện cho tôi được lên đây để mà nói từ tấm thập chứa đáy lòng của tôi. Tôi lập lại một câu thơ nào mà tôi đã làm, mà tôi đã cho lên Phobosa TV cách đây 6 năm, đó là đất nước dư ruột dư rà, chế độ dư áo cởi ra là rồi. Cộng sản cũng đâu bao lâu nữa, mà đời già lê giỏi lắm, 365 cái gì cũng qua một chu kỳ thôi. Chúng ta đặt dân tộc trên hết, và Hoàng Như Hùng, luật sư Hoàng Như Hùng đã làm được điều đó. Tôi rất trân trọng luật sư Hoàng Như Hùng.